Chào các bạn, hiện tại mình đang có một chiếc iPhone liên kết mạng đấy nha. Và đây là một cái điều hôm nay là mình việc rất là buồn khi mà dính vào chiếc iPhone liên kết mạng này. Và mình sẽ không kể cho các bạn vào đấy nha. Mình sẽ cho các bạn xem vì sao mình lại buồn với chiếc máy này nha. Đây các bạn này, đây là một chiếc iPhone liên kết mạng rất là đẹp nhá, mà khách hàng người ta mua cho mình 2 năm rồi mà mình vừa phải đổi khách hàng xong. Và lý do của nó cũng rất là đơn giản thôi, máy dùng cũng rất là tốt nhưng mà nó như này này. Đó là khách hàng người ta bán lại cho người khác nhá, và khi người ta reset đi thì nó sẽ bị như này nhá. Đây các bạn nhìn nhá. Đó, nó bị như này này. Đó, SIM bị khóa nhá. Và đây là một chiếc iPhone X Max đến thì xuất sang thị trường Mỹ các bạn nhìn này. Đó, cái model là LL cuối này. Đó, thì một cái câu chuyện rất là đáng buồn ở đây. Thực ra ấy, thì cái này mình đã gặp rồi và đây là lâu lắm mình lại gặp lại trường hợp bị như thế này. Đây các bạn nhìn nhá, máy điện thoại mà đến từ thị trường Mỹ rất là nhiều luôn. Đó, các bạn nhìn nhá, iPhone ấy, nhất là iPhone ấy thì đến thị trường Mỹ rất nhiều và rất là ưa chuộng. Mọi người đi mua máy thì hay lựa chọn những sản phẩm đến từ Mỹ. Đây ở đây thì mình có một cái sản phẩm đến từ thị trường Úc này, X này, nhưng mà mọi người vẫn không thích. Khi lò thì mọi người thích hơn bởi vì mọi người cứ nghĩ ấy, là Mỹ là sẽ rất là ngon đúng không? Nhưng thực tế mình nói thật với các bạn là tất cả những iPhone xuất trong toàn thị trường thế giới thì Apple đều cho một cái quy chuẩn chung, có nghĩa là chất lượng của nó đều như nhau cả. Nhưng cái mà Mỹ và các bạn đang lựa chọn ấy, thực ra ấy, là vì sao ở Việt Nam nhiều? Vì thực ra dân mua Trung Quốc thì ở bên Mỹ người ta chuyển về máy này rất là nhiều, và đa phần ấy thì nó là được máy lock và mua cốt các bạn nhé. Thế nên là máy nó sẽ rất là rẻ, nên dân buôn rất là thích và lại còn dễ bán nữa hơn so với thị trường của Nhật Bản hay Hàn Quốc đúng không? Thì ngày xưa Nhật Bản Hàn Quốc đều không tắt âm chụp ảnh, nhưng bây giờ tắt âm chụp ảnh rồi. Đấy, iOS 15 thì Nhật Bản Hàn Quốc sẽ tắt âm chụp ảnh, nhưng thị trường Mỹ ấy, thì mình bán hàng, người bán hàng như mình ấy thì sẽ rất là lo, mặc dù là lấy được hàng Mỹ về dễ bán cũng rất là vui, nhưng mà sẽ gặp cái trường hợp như chiếc máy này nhá. Có nghĩa là hàng lock mua cốt, mà ví dụ như mua cốt vĩnh viễn ấy thì khi mà chúng ta mà format đi ấy, thì nó sẽ không bị tình trạng như này, nhưng mà nếu mà mua cốt du lịch ấy thì một thời gian sau khi format thì nó sẽ bị như này. Khi các bạn bản thân các bạn đang dùng điện thoại của Mỹ nên các bạn là hạn chế cái việc mà chúng ta reset factory reset hay format đấy nhá, bởi vì cũng có thể là sẽ rơi vào tỷ lệ sẽ bị lock lại. Và bên mình ấy, khi bán hàng cho khách hàng mình có cam đoan là khách hàng làm máy quốc tế, nếu vài năm sau hết bảo hành có bị lock lại thì mình sẽ đổi máy khác, và đây ngày nay sẽ bị chiếc máy này. Và mình cũng phải khuyên thật với các bạn ấy, nếu mà các bạn đi mua máy điện thoại trong thời điểm hiện tại và iPhone cũ ấy, thì các bạn nếu mà tránh được hàng Mỹ thì các bạn nên tránh, mình phải nói thật như vậy. Mặc dù các bạn rất ưa chuộng hàng Mỹ nhá, nhưng hàng Mỹ có tỷ lệ bị lock này rất cao, và nếu mà cửa hàng nào mà có bao test cho các bạn lock vậy thì các bạn cũng mua cũng được, như cửa hàng mình chẳng hạn. Còn nếu cửa hàng nào mà người ta không bao cho lock thì các bạn nên tránh hàng Mỹ này nhé. Hàng Nhật hay hàng Hàn ấy thì bây giờ hiện tại chúng ta format lại chúng ta sẽ không bị lock lại đâu, thế nên chúng ta cũng có thể lựa chọn hàng đấy cũng được, mà giá nó rẻ hơn. Còn hàng của châu Âu nhá, hoặc là hàng của châu Úc như này này đó, tất nhiên là hàng Việt Nam chúng ta đều rất là thích rồi đúng không? Còn hàng X là Úc này, hoặc là hàng B này, hoặc là hàng của châu Âu ấy, thì là một cái lựa chọn mà chúng ta nên chọn hơn là hàng Mỹ, mặc dù máy rất là hiếm nhưng chúng ta nên chọn nhé. Còn hàng của Mỹ thì chúng ta nên tránh ra. Mình nói thật là như vậy, mặc dù mình cũng có đấy, nhưng mà mình cũng phải bao test cho các bạn là lock trọn đời, chứ không phải là không bao test nhé, các bạn lưu ý là như vậy.